Hello anh em, chào mừng anh em đã trở lại với kênh Ngô Nguyễn nha. Làm gì ủ dữ rồi cưng? Làm gì ủ dữ rồi? Hả? YouTuber làm gì ủ dữ rồi? À, trợ lý của mình đó các bạn ơi. Thì hôm rồi mình có quay cho bạn xem cái video bên đây là chiếc một dàn dạng sport với lại netbike ha. Bây giờ mình sẽ quay bên đây một cái dạng mà gọi là mô tô mini nhỏ thể thao đó các bạn, rất là đẹp. Dòng này đắm mềm á. Dạ. Dòng bên đây thì bây giờ sẽ trực tiếp gặp lại ảnh nữa và ảnh sẽ báo giá những cái con bên đây. Hàng bên này mình đang xả này. Dạ. Ví dụ như cái dàn Benelli này. Benelli 125 mình còn 5 cái. Đang xả mấy con này là xe đời cao đi có mấy ngàn cây thôi. Dạ. Ở đây là hai con này 27 triệu. Hai con này là 27 triệu. Đúng rồi. Dạ. 27 triệu một con nhé. Dạ, 27 triệu một con. Dạ dạ. Rồi, giấy tờ đi. Mình cũng bao hồ sơ phải không anh? Hồ sơ ấy. Dạ. Ở đây xe nào cũng bao ấy. Đây, để cho các bạn xem cái đi. Con này là 6.000, mình không biết được. Cảm ơn. Con này lên mẹ xăng rồi. Dạ, hết xăng đây. Con bên này thì còn xăng. Mấy con này anh em mình chạy vòng vòng hoặc là đi phượt mà đi một mình nó thoải mái đã lắm anh em ơi. Nhìn phê lắm. Hả? À, một cặp này là mỗi con là 27 triệu anh em. Đúng giấy rồi. Tờ thì bao? Còn rẻ nhất là con này. Dạ con này chứ. Con này nhiêu chứ anh? 24 triệu. 24 triệu. Biển số của thành phố Tây Ninh nè các bạn. Biển số Tây Ninh. À, còn con bên đây anh. Con đó hồ sơ đúng sẵn rồi, 26 triệu. 26 triệu, để anh quay con này cho. Con đó theo hết bình. À, hết bình. Con này 25 rồi. À, anh em mình từ từ lại quay xe kỹ cho các bạn coi. Ảnh tính đối giá gấp cho bạn đó mà. Rồi. Tóm lại là nó có từ 24, 25, 26 và 27 triệu. 24, 25, 26, nói chung là 24 tới 27 triệu đó các bạn. Rồi. À, quay con này nha. Alo. À. 70B1 của Tây Ninh mình. Benelli 125. Mấy dòng xe mình thấy cũng hot lắm, nhiều anh em hỏi lắm nè, phụt thì phụt upside down các bạn, phụt hành trình ngược á. Đây, con cái con này là con mệt ít đúng không anh? Mệt ít. Không, con đó chưa bán. À, chưa bán ha. Khách gửi lại, cái đội xe gửi lại. Ủa, con này là đây mở SXN à, con này đâu phải mệt ít ta? Đúng rồi, con nó U1. À, U1. Con này nó là xe to. Cái con mệt ít này mạo nổi quá các bạn. Điện vuông mới mới này. Dạ, hai con này thì sao anh? Con bên này anh đang bán là 35 triệu. 35 triệu. 40 triệu. Con này 40. Rồi. Quay cho bạn xem kỹ cái con này. Ừ, đây để anh bật chìa khóa nha. 13.485 cây các bạn. Nghe máy nha. 40 triệu. Bao sơn. 78G1. Con đó 16.000. Rồi ok. Con này là 35 phải không anh? Con này 35 triệu. À, 35 triệu. Con này đời mấy anh? 2018. Phụ upside down hết nha các bạn. Đèn vuông nha. Còn đèn tròn là đời thấp nha các bạn. Đèn vuông đời cao. Đây, 68G1 đây. Cái xe này nhìn nó đã mà khoái đâu khoái chiếc xanh nha. Màu xanh thì nó nổi đã quá rồi. Đây dòng Benelli 150 thì đang bán xả là 23 triệu một con. 23 triệu một con, 150. 23 hai con như nhau ấy. Anh em nào mê mấy cái dòng này mình chơi cái mấy chiếc này chơi 23 triệu 23 rưỡi hay là 23 anh? 23 tròn. À, 23 triệu bao hồ sơ. À, anh em cho mình cho em hỏi một cái nữa là nếu mà bây giờ những cái giá nãy giờ anh em mình báo á rồi anh bao em hồ sơ hết rồi. Dạ, bao đúng hồ sơ hết rồi mà anh em lại nhiều khi mà anh em mình có fit tiền cà phê hay gì không anh? Cái giá ở bên anh giờ đang xả mấy cái hàng này nên anh không có giảm. Dạ. Anh bán chuẩn nãy giờ những giá anh báo là giá cứng hết. Đúng rồi. Dạ. Có hàng bên này anh vẫn giảm giá. À, những cái hàng bên đây thì mới giảm. Mà hàng mini này anh đang giảm giá đến đáy rồi. Dạ dạ. Mình thấy là anh em nào mà mê những cái dạng này nè, cái dạng mà netbuy này anh em thì 23 triệu con mình chơi chán đi mình bán lại lỗ cũng không bao nhiêu hết chơi cho anh đã giá cũng mềm đi cả năm bán lại nó bị 20. Dạ giá là lô lô thôi. Nó chơi cho nó phê mấy dòng này đi những anh em mà mê dặn nét nè anh đang dọn lô mới để nên anh xả hết cho mấy dòng. Dạ. Nó ra không có bình chiếc này để em mở lại đi con kia hết bình như thế này.
Có vô đạp không anh, để em đạp luôn cho yếu mình quá. Lên rồi, lên rồi. Hết á. Dạ. Ở đây xe em không có bán xe làm máy đâu. Máy nào cũng bảo hành cho 6 tháng hết, con này cũng hữu bình. Con này em cũng đang bán 23 triệu. 23. Cái này là Honda RR 150 của Trung Quốc sản xuất này, Honda của Trung Quốc sản xuất. Dạ. Nó có 23 triệu thôi. 23 triệu. Biển Sài Gòn cũng ngay chủ luôn. Xe nào ngay chủ cũng bao giúp được xe luôn. Ờ. Nói về khoản giấy tờ thì không phải lo. Dạ rồi. Còn bên này kêu bằng con gì anh? Con này FZS. À, FZS khách đặt cọc rồi. À, đặt cọc rồi. Cái con quay này là như thế nào đây? Quay này người ta gửi, khách gửi xe người ta gửi lại. Đây, con GZ 150 nè các bạn. Con này từ 24 nè, hồ sơ có sẵn rồi. Con này là chỉ có 41 triệu. Xe cứng lắm. Máy im rít nè các bạn ha. Mới lấy về chưa có cửa. Dạ. Xe nhìn cũng rất là căng mà. 40 triệu qua giấy tờ. Thì số 83B1 nhé. Rồi ok, bây giờ thì mình là 1m7 nha các bạn. Thì những bạn mà mình quay xe, các bạn thường kêu mình thử với cái chiều cao á để cho các bạn mà lựa mua đó. Thì bây giờ mình sẽ kêu kêu bạn nữ nè theo mình quay thử nha. Thì bây giờ mình sẽ mà thử cái chiếc chiếc này, chắc mình nghĩ là những anh em mà những anh bây giờ những chú thì rất là thích. Đúng rồi. Cái đấy nhát tư đi cũng được đó. Cái này rất là lùng các bạn. Mình là 1m7 nhá. Mình thử nha. Đây. Thoải mái lắm luôn á. Mét tư chủ nói là mét tư là người bạn đi cũng đi rồi. Xe này chạy rất là quê các bạn ơi. Mình rất là ngầu quá. Nhỏ có thì mấy chú trung trung tuổi 40-50 trở lên. Đi hợp lý. Anh em thanh niên thì mua sport. Đây còn những cái dòng mà nét mà dạng cái này nó nói bao nhiêu chứ em quên rồi. Con đó có 25 triệu nhưng mà anh bán rồi, khách đặt cọc. À, anh quên. 25 triệu mà đặt cọc rồi thôi. Mình qua cái dòng kế bên ha. Mấy chiếc Bentley với lại Honda này nè. Đúng rồi. Mấy dòng đó thì nó cũng thấp à. 23 triệu các bạn. Giá cứng ngang 3 nha các bạn. Trời ơi, thoải mái luôn, cái này mét 6 là full tư rồi. Thì đó, mấy dòng 6 này mét 6 là đi được em. Anh em mà mê cái quốc cái chiếc này 23 triệu về cái có hồ sơ cầm tay cái mình nộp cho công an cái bấm biển số tên của mình luôn. Rồi. Tôi ăn Bentley, Bentley mình thử một chiếc này thôi ha. Bentley thì nó hơi cao hơn cái chiếc Honda này tí xíu. Đúng rồi, mét 6 vẫn đi được. Mét 6 mình nhóm nhóm tí cũng được. Nhóm tí giao lại ra mình đi được. Cô bảo ông nhóm đã lắm nha. Cao như TFX nhưng mét 6 vẫn chạy được. Giao lại đi được cái. Ok, còn cái dòng MS này mình nghĩ là em cần lùn nó mình cao đó. Nói chứ sao nhìn cũng cao quá ta. Cao đấy, nhìn vậy nó cũng không thấp hơn Bentley kia nhiều đâu. Ờ, cũng là cao các bạn ơi. Chẳng qua nhìn nó ngắn xe thôi chứ còn chiều cao rồi. Nói chung là nó mét 6 rồi được, em mình mét 7 dư chân luôn nè. Rất là ok. Rồi. Rồi ha. Đó là con tiếp. Bây giờ mình sẽ qua tới cái dạng Bentley 125 nha các bạn. Bentley 125 thì mình lên chiếc đầu cho nó dễ. Nay được việc ngồi mấy cái xe này nó đảo quá mà. Ok. Các bạn có nhu cầu cứ alo với cái số điện thoại của chủ cửa hàng á, mình sẽ để dưới phần mô tả nhé. Rồi, để bây giờ mình quay lại lần cuối. À, coi có những cái chiếc như thế nào ha. Đây. Đây mình có 5 con Bentley 125. 5 con ha. Giá từ 24 đến 27 triệu. Còn hai con MSX cho các bạn, một con là 35 và một con 40. Con này 35, con này 40. Tất cả xe đều qua hồ sơ hết. Hai con Bentley này thì giá là 23 triệu. Hai con Bentley nè, với lại con đó, ba con là 23 triệu. 23 triệu hết. Đó các bạn. Dạ. Con GZ thì 41 triệu. Còn thì mình xin cập nhật lại sơ, mình quay sơ một vài ngày thêm một lần nữa. Đó. Đó, bạn có nhu cầu alo liên hệ. Đây là vàng motor nhỏ ha, motor tầm trung, motor nhỏ đến motor tầm trung. Ok, cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi cái video của mình nha. Chào các bạn, hẹn gặp các bạn ở video tiếp theo nha.